Jelly Phô Mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Mới ăn xong, giờ ăn nữa. Làm ăn kiểu này là chết người ta rồi. Lâm Chi ơi, cái này ngon lắm á, bạn ăn thử đi. Đi nè. Không ăn đâu. Ơi, ăn đi, ngon lắm. Không, ăn. Ngon thiệt. Kỳ quá à, nó không ăn thì lúc ra ăn hoài. Để chị đi lấy đũa cho. Thôi, khỏi chị, ăn gì nó mới ngon. Cho mình ăn nhé. Mình biết đúng không, mình ăn hết ra hoài. Làm ăn kiểu này chết người ta rồi. Nè, con ăn cái gì vậy? Con đi sao? Tối rồi đó, ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ. Đói bụng lắm đúng không? Nè, qua đây ngồi ăn đi. Nè xuống, trời thương quá à. Xích qua bên kia coi mày. Nè, ăn đi. Hả? Bạn nói thiệt đó hả? Thổi hoài, người ta thương người ta mới cho ăn, hay là muốn người ta ghét? Vậy cảm ơn bạn nhé. Nãy giờ tụi mình cũng ăn nhiều rồi. Thôi, ngồi đây ăn hết cái dĩa này. Tụi mình tính tiền rồi á. Thôi mình đi. Mà quên, ăn không hết á, nhớ gói đem về nha. Chua quá à, ướp gì nó là em gái ruột tôi luôn. Thôi tụi mình đi. Cảm ơn Lam Chi nhiều nha. Chà, coi bộ ăn cũng được quá ha. Đồ ăn ngon lắm hả con? Ngon lắm cô. Hả? Dạ thôi, ăn nhà chú em về nha. Khoan, chưa tính tiền cho chú mà sao về được con? Dạ, Lam Chi tính rồi mà chú. Lam Chi là ai mà dám lạm quyền quá vậy? Lam Chi á, là con của ông chủ với bà chủ ở nhà con. Lam Chi nói là con cứ ngồi đây ăn thoải mái. Xong rồi Lam Chi còn nói là Lam Chi trả tiền rồi. Còn nói là nếu dư thì cứ mang về nhà ăn, mà con ăn hết luôn rồi không dư miếng nào hết trơn. Vậy thôi, con về nha chú. Khoan, con. Trời đất ơi, sao con giỡn hoài vậy con? Con giỡn ngay à. Con chưa có trả tiền cho chú là con không có được về đâu, nghe. Ủa, Lam Chi trả rồi mà sao chú cứ đòi hoài vậy? Chú kỳ quá, thôi con về nha. Khoan. Con là con mới kỳ đó. Chú đâu có biết Lam Chi là ai đâu. Hả? Bây giờ con trả cho chú 150 ngàn đi. Hả? Chú không có biết Lam Chi là ai. Con bị Lam Chi lừa rồi. Một trăm năm mươi ngàn hả chú? Thiệt hả chú? Vậy để con kêu Lam Chi quay lại trả cho chú nha. Khoan. Trời ơi, sao con giỡn ngay vậy con? Hả? Chú đã nói rồi, chú đâu có biết Lam Chi là ai đâu. Bây giờ không có tiền là không có được đi về. Trả 150 ngàn cho chú. Nè, nãy giờ ba ăn chung với con nè. Không có ăn uống gì hết á. Đưa thịt xuống cho con. Đấy. Đưa này. Có mấy sườn cũng giật của nhỏ nữa. Có người lạ trong nhà là ăn vậy á. Mày uống hết hộp sữa của tao chứ gì? Hả? Gì? Mày uống hết hộp sữa của tao đúng không? Đúng không? Khỏi trả lời. Nhìn mắt mày láo liên là tao biết là mày uống hết rồi. Mình chỉ uống có chút xíu thôi à. Như đây hả? Đây không hả? Mình uống bằng này nè. Bằng này nè.
Nhưng mà lúc mình uống trong hộp không còn nhiều. Mày á không được đụng tới đồ ăn trong cái nhà này. Mày á mà còn đụng là mất tóc mày á bây giờ, mày tin không? Mình hiểu rồi. Đúng là mệt mỏi của nhỏ này quá. Nó làm cho già đi mấy tuổi luôn. Con không uống đâu chú. Con chỉ hỏi con nó đã hư chưa thôi chú ơi. Không phải chuyện đó đâu. Ở đây. Dạ. Chi? Đã ăn thịt sườn đó hả? Không đâu, ba ăn chứ bộ. Du ăn cho con nhỏ mà. Nè, ba ăn hết nguyên dĩa này nè. Chi không có ăn uống gì hết á. Mẹ đến đây là không ăn thịt sườn, ăn bị bóp mà cứ ăn hoài là sao? Cơm sườn không có ăn uống gì hết á. Không, sườn của con mà. Con ăn rau đi cho đỡ bị bón. Ngon thì ba một mình đi. Biết sống sao cho vừa lòng nhà nữa trời. Nhìn ngon quá à. Ăn đi, tôi thích mày đó, ăn đi. Tôi có tóc của mày đó cho mày biết tay. Chỉ một miếng thôi mà. Thử đụng một cái đi rồi biết. Tôi sẽ nhổ một lưỡi tóc trên đầu mày luôn á. Thử đụng đi.
tính tiền cho quán thôi. Dạ dạ. Quán bao nhiêu vậy anh? Dạ 30 ngàn. Rồi. Rồi, được anh. Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. À, chú ơi. Sao con? Cái này dù sao cũng bỏ, chứ cho con ăn nha. Ờ, tự nhiên. Dạ. Trời ơi. Lấy nước luôn. Dạ, cho ăn mà không cho uống sao được chú. Con tên gì á? Dạ, Lê Tâm Anh. Chú đổi tên con được không? Tên gì vậy chú? Lê Bà Nội. Nè, muốn nước ngọt không? Dạ muốn. Sườn ngon lắm, sườn ngon, sườn ngon, sườn ngon. Ờ, Tommy, ba nó đâu rồi con? Dạ, chú đang ngủ không? Vậy hả? Dạ. Con mời ông ăn cơm. Ừ. Lấy em sườn cho tôi đây. Ừ, sườn chưa có chín, em chờ xíu nha. Quá mệt mỏi, ăn mà còn phải chờ đợi, quá mệt mỏi. Mà cụ non, im giùm cái. Ủa rồi em con nó ăn cơm chưa con? Dạ, à, chú xíu nó ăn chung với con cũng được không? Đâu được, con nít làm sao để ăn trẻ được. Ờ thôi, lại đi ăn cơm chung với ông đi con. Đừng nghe. Nó vô bận lắm, sao nó ăn chung với mình được. Con này, dơ cái gì mà dơ. Vô ngồi ăn đi con. Đừng nghe. Ông ngoại, ông ngoại muốn nó ăn đúng không ông ngoại? Thì sao? Chị Lam Chi sẽ nhịn cho ông ngoại vừa lòng ông ngoại. Vậy thấy giỏi không? Nên không ăn thì đi. Đi lên. Dạ, sườn chín rồi nè. Sườn hả? Có sườn này. Trời, có bả kìa. Thôi, lấy cái chén cho em đi con. Ừ. Đây, ông cho con miếng sườn ha. Không được ăn cái này, ăn cái khác ơi. Thiếu gì sườn, một mình ăn hết không? Bày ra. Ngon không con? Dạ ngon, ừ, ăn nhiều vô. Ừ, ăn thoải mái đi con. Ăn thoải mái đi con. Đồ chùa sao ăn thoải mái đi con. Ờ, đồng ý. Dạ. Rồi con làm xong rồi con về nhà luôn hả? Dạ. Con cũng chưa biết nữa không? Giờ nếu mà khó khăn quá thì thôi ở lại đây một đêm đi. Rồi sáng mai về luôn ha. Dạ, con cảm ơn ông. Ngon không? Ừ, ăn thoải mái đi con. Anh ơi, tính tiền. Chị ơi, chú đó bỏ món nhiều quá. 30 ngàn đó em. Rồi, thôi thôi anh. Chú cho con ăn tô này nha chú. Ý, không có được. Hả? Đồ này đồ dưới mà em. Dù sao cũng bỏ mà cho con ăn đi. Được thôi chú. Dạ, cảm ơn chú. Lần sau em không có được làm vậy đâu đó. Dạ, em biết rồi.